Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đã quá gần một tháng theo khung thời vụ gieo cấy lúa đông xuân của tỉnh. Tuy nhiên, tại thôn Tiên Xá 1, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, hàng chục mẫu ruộng vẫn bị bỏ hoang, không gieo cấy. Vậy nguyên nhân do đâu? Phản ánh của phóng viên Mục Ống Kính phóng viên tại địa phương. Đây là mảnh ruộng hơn 4 sào mới được bà Hằng gieo cấy trở lại vào vụ đông xuân này. Do ruộng bị bỏ hoang, không gieo cấy trong nhiều năm, nên bà Hằng phải mất rất nhiều ngày công để dọn cỏ, bê bờ. Thì có ruộng ở đây 4 sào tôi bỏ cỏ cũng 4-5 năm rồi, bây giờ lại cấy lại. Làm cỏ cũng phải đến hàng tháng, cứ dẫy đi dẫy lại cỏ, xếp đi xong bắt đầu là mới làm. Không chỉ riêng gia đình bà Hằng mà trong thôn Tiên Xá 1 có đến hơn 30% số hộ dân bỏ ruộng hoang nhiều năm, không gieo cấy. Lý do được người dân đưa ra là do năm 2014, sau khi dồn thửa đổi ruộng, địa phương đã cho lấy đất hạ thấp mặt ruộng. Vì vậy, mất lớp đất màu, ruộng lầy, trũng thấp, gây khó khăn cho việc gieo cấy. Bên cạnh đó, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao, ốc và chuột hại nhiều, dẫn tới việc cấy không có lãi. Thì cái chỗ thì cao quá, chỗ thì trũng quá. Thế thì cứ máy nước thì lại, cái chỗ trũng thì lại đầy, lại ốc ăn. Cái chỗ cao thì lại không có nước, thế là chuột nó cứ ăn ấy. Những cái nôm đất thì người ta có cấy nữa đâu. Đầu ngáng bỏ cỏ ấy, thế này cũng như dân chúng tôi làm từ xưa giờ thì cũng thấy sốt ruột. Nhà tôi có 4 sào ở giáp vào vùng kia kìa, cấy thì gọi là ốc mấy lị cả chuột nó ăn hết, chẳng được thu, mà phân thì phân do thì nó lại đắt. Thì chúng tôi là bỏ 3 năm nay rồi không cấy. Thôn Tiên Xá 1, xã Cẩm Xá có hơn 160 mẫu ruộng canh tác. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, gần 50 mẫu ruộng bị bỏ hoang hóa, không gieo cấy, cỏ mọc tùm. Một số diện tích được người dân tận dụng làm nơi chăn nuôi. Mặc dù địa phương đã tuyên truyền nhiều lần hỗ trợ thủy lợi phí, hỗ trợ diệt chuột, nhưng người dân trong thôn vẫn không mặn mà với đồng ruộng. Người dân tình trạng bỏ ruộng thì tình trạng mấy năm gần đây, 5-7 năm được qua lại đây. Bởi vì máy xuống là cũng có là ảnh hưởng là nó lầy. Chúng tôi rất sốt ruột, đấy cũng động viên nhân dân thế và đảm bảo không nước cho nhân dân. Để nhân dân cấy hết diện tích không nên bỏ, nhưng mà nhân dân bây giờ đấy từ cái chi phí dịch vụ cao lên đó, thế nên nhân dân bảo không, bây giờ chúng tôi đi làm ngoài 5-6 triệu, 6-7 triệu nên là chúng tôi không thiết tha. Bơm nước rất đầy đủ cho bà con để cấy, tháo ra bơm vào thì rất là đầy đủ, không có gì. Và chúng tôi cũng được cấp trên là cấp hỗ trợ thuốc đánh chuột cho bà con, thì là xã thì đầu tư mồi để cho bà con đánh chuột. Lần nào chúng tôi họp cũng tuyên truyền vận động nhân dân là cấy 100% diện tích, thì nhân dân cứ bỏ một số diện tích. Việc người dân bỏ ruộng không canh tác không những gây thiệt hại về kinh tế, lãng phí tài nguyên đất mà còn gây nên nhiều hậu quả khác như phát sinh chuột hại, sâu bệnh. Chính quyền địa phương cần tích cực tuyên truyền vận động nhân dân canh tác đúng thời vụ, không bỏ ruộng đất hoang hóa. Tới đây, Mục Ống Kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.